Tề Tiên Sinh, ông cũng nghe cho rõ. Sở Lục tôi không giỏi giang gì, nhưng tôi có nguyên tắc của mình. Nguyên tắc của tôi cũng rất đơn giản. Phàm nào của tôi thì đừng ai mong cướp được, bao gồm cả con gái ông Tề Lam. Nói xong, tôi quay người rời đi. Nhưng điều tôi không ngờ tới là Di Tình chạy theo tiễn tôi ra cửa. Sở Lục, có phải cậu coi thường tôi lắm không? Đâu có đâu, mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Quay lại đi Di Tình, bảo trọng, đi ra ngoài. Tôi vừa đợi xe vừa nghĩ lại mọi chuyện. Lần này về Hà Bắc vốn chỉ định gặp Tề Lam, rồi tìm Di Tình nói về chuyện sòng bạc, nhưng không ngờ tôi lại bị Tề Khang Kiện uy hiếp. Tôi cũng vì Tề Lam nên mới nhịn, nhưng giờ xem ra va chạm là chuyện khó tránh khỏi. Đi đâu đó nhóc? Không phải ông ở Phụng Thiên ư? Ông đến Hà Bắc khi nào vậy? Ta đi theo nhóc mà. Từ Phụng Thiên tới Hà Bắc, cậu lái xe ta thì ngồi taxi. Cậu mà chạy ta cũng chạy. Cậu mà đi ta cũng đi. Ông đi theo ta làm gì? Ta không quen biết ông. Sao ông cứ muốn chơi với ta chứ? Ta cảm thấy cậu là một tay bịt rất giỏi. Nào chơi một ván đi. Thắng được ta cậu sẽ vào được Trích Tinh bảng. Đó là nơi mà các con bịt đều mong muốn được ghi tên mình vào đó. Thắng ta, ta sẽ cho cậu biết bí mật của Trích Tinh bảng. Cậu muốn nghe không? Chúng ta không cược tiền, chúng ta sẽ cược ngón tay. Xem đi, đây đều là tay mà ta thắng được. Đây là hai ngón tay ta đã thua. Ta đỉnh không, thua hai ngón mà thắng tới 8 ngón. Tính tổng lại thì, ta lại được tận 6 ngón. Ông đi đi, đừng theo tôi nữa, tôi không chơi đâu. Không được, cậu phải chơi với ta. Tôi mặc kệ ông ta, tiếp tục bước tới trước. Thấy tôi không quan tâm, ông ta cũng im lặng, đi theo tôi. Một lúc sau ông ta lại nói, cậu là người Hà Bắc à? Mê mơn, vậy giúp ta tìm một người được không? Cậu tìm giúp ta. Ta sẽ không làm phiền cậu nữa. Tìm ai? Ông ta khoảng 40 sau 47 tuổi, tóc dài, thích buộc đuôi ngựa sau gáy. Không đúng, không đúng. Đó là dáng vẻ của hắn vào 15 năm trước. Giờ chắc hắn đã hơn 60 rồi. Họ Ngô, người Hà Bắc, khuôn mặt vui tươi, hay cười, nói chuyện trên trời dưới đất. Không câu nào ra câu nào. Tóc đuôi ngựa. Hơn 60 tuổi, nói chuyện trên trời dưới đất. Họ Ngô, là lão Ngô đầu mà. Tôi không biết ông ta. Ông tìm ông ta làm gì? Tính cược với ông ta à? Nói láo, cậu biết hắn. Vừa nãy mắt cậu láo liên, cơ mặt còn hơi giật nhẹ. Rõ ràng là nói dối chứ gì nữa. Nói đi, ông ta ở đâu? Khủng, ngoại trừ khủng ra thì tôi không còn lời nào để miêu tả ông lão này nữa. Ngay khi tôi không biết làm gì thì một chiếc taxi lao tới. Tôi liền leo lên xe bỏ chạy. Nhóc thối, con nhớ mà gọi cho lão Ngô đó à? Ta tưởng nhóc quên ta luôn rồi chứ. Tôi về Hà Bắc rồi. Lão Ngô đầu, ông biết khản gia không? Khản gia nào? Tôi liền đem đặc điểm của khản gia nói cho lão Ngô. Nghe xong, lão Ngô im lặng hồi lâu. Một lúc sau ông ấy mới nói, ta ở quán rượu cũ. Qua đây rồi nói. Nói xong, lão Ngô đầu liền cúp điện thoại. Cầm điện thoại, tôi hơi đứng hình. Quen lão Ngô đầu lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ấy nghiêm túc. Tôi bèn bảo tài xế, chạy vòng vòng quanh phố. Sau khi xác định khản gia không đi theo, tôi mời tới quán rượu tìm lão Ngô đầu. Nhóc thối, không phải nhóc ở Hạo Giang à? Về lúc nào đó? Tôi về Quan Đông lâu rồi. Gần đây ở Phụng Thiên. Phụng Thiên, đúng. Tên khốn nào bắt nhóc tới đó vậy? Cũng không hẳn, tôi cũng tự muốn tới Phụng Thiên làm chút việc. Lần này về rồi thì đừng tới Phụng Thiên nữa. Tại sao? Tại sao ư? Với khả năng hiện tại của nhóc, căn bản không phải là đối thủ của Tần Tứ Hải. Tên khốn đó là điên thật đó không giả đâu. Sao ông biết tôi định đối phó với Tần Tứ Hải? Ngô lão nói đi. Sao ông biết tôi tới Phụng Thiên tìm Tần Tứ Hải? Đã bảo đừng đi thì đừng có đi. Nói gì mà lắm lời vậy? Được, vậy nói về khản gia đi. Nhóc thối, nhóc có tin có người vì nghiện cái gì đó mà cuối cùng bị ám ảnh luôn không? Lão khản này cũng vậy. Năm 8 tuổi đã bái sư vào thiên môn. Từ đó mê đắm thiên thuật. Người khác học thiên thuật là vì tiền, nhưng hắn thì khác. Hắn học thiên thuật là vì bị ám ảnh. 19 tuổi xuất sư, không tìm kim chủ, cũng không kiếm tiền, chỉ đi tìm các cao thủ trong truyền thuyết để so tài. Thật ra trong thiên môn, nếu nói khản gia, có lẽ không ai biết. Nhưng nếu nói là thiên si, thì dân bịp đa phần đều biết thiên si. Thủ pháp của ông ta đứng thứ bao nhiêu trong Trích Tinh bảng? Ta không rõ, Trích Tinh bảng năm đó không có tên lão khản. Nhóc cứ nhớ câu này của ta. Nếu lão khản có tìm, thì đừng có chơi. Tại sao? Bởi vì cậu không phải đối thủ của ông ta. Vậy tại sao ông ta tìm ông? Còn tìm cả Tần Tứ Hải. Làm sao ta biết được? Chỉ cần nhớ đừng chơi với hắn là được. Hỏi gì mà lắm thế? Được rồi, biến đi. Đừng làm phiền ta uống rượu. Tôi quen lão Ngô đầu lâu lắm rồi, nhưng đây là lần đầu thấy ông ấy kích động. Đây là tất cả tiền trên người tôi, để cho ông đó. Tôi về trước đây, có gì thì gọi cho tôi. Sở Lục hãy nhớ kỹ những gì ta vừa nói. Đừng chơi với hắn, cũng đừng tới Phụng Thiên nữa. Tôi mỉm cười, không nói gì. Hai ngày tiếp theo, mỗi ngày tôi đều gọi cho Bảy Dô để đôn đốc tiến độ. Bảy Dô nói với tôi, bên đó đã bắt đầu tu sửa. Tôi vừa nói chuyện với Bảy Dô xong, lão Hắc liền nói, đúng rồi Tiểu Lục gia, sáng nay Hoàng Tử vừa gọi tôi. Nói ngày mai cậu ấy sinh nhật, sẽ tổ chức ở nhà hàng, nên hỏi chúng ta có đến đó không? Hoàng Tử biết chúng ta về ư? Ừ, anh nói với cậu ấy à? Không, cũng không biết cậu ấy nghe ở đâu nữa.
Tiểu Lục gia, không biết có phải tôi nghĩ nhiều không, nhưng tôi thấy hoàng tử thay đổi rồi, bởi vì lần này nói chuyện với cậu ấy, hình như cậu ấy không nhiệt tình như trước nữa. Chiếu lệ vài câu rồi không nói gì nữa. Tôi không nói gì, nhưng trong lòng tôi cũng thấy có chút lạ, bởi vì trước đây khi bọn tôi về, nếu hoàng tử biết là sẽ gọi tới ngay, lần này không những không gọi, mà tới sinh nhật cũng thông báo quà lão hắc. Nhưng nghĩ thì cũng đúng, thứ bất biến duy nhất là đó là vạn vật luôn biến đổi. Đổi hay không đổi thì cũng phải tới dự sinh nhật. Tôi liền gọi cho Hoa tỷ, nhờ cô ấy mua quà dùm. Ngày hôm sau, Hoa tỷ cùng Tề Lam đem quà tới, là một cái đồng hồ mà tôi không biết tên, trông khá đẹp, hơn 2 vạn. Tôi đang xem quà, Hoa tỷ liền hỏi, hôm nay là sinh nhật của cai đầu Hà Bắc gì đó à? Lam Lam, tôi chưa từng thấy người nào của cái bang tổ chức sinh nhật cả, hay là chúng ta cũng đi theo xem thử đi? Nếu rảnh thì đi cùng luôn đi. Hứ, có cái sinh nhật có gì mà xem chứ? Đó thì, thế cô không đi à? Đi chứ sao lại không? Tôi phải xem mặt lão Lục đó. Đi thôi, tới trước cửa nhà hàng. Người đón không phải hoàng tử, mà là thân tín của hoàng tử Trần Tiểu Xuyên. Tiểu Lục gia là khách quý, mời lên lầu. Hoàng tử đâu? Hôm nay là sinh nhật của hoàng gia, nên anh ấy đang ở trên lầu tiếp khách. Hoàng gia, mau xem ai đến chúc mừng sinh nhật nè. Sở gia, lâu rồi không gặp cậu. Nếu không phải nghe nói, thì tôi cũng không biết cậu về Hà Bắc. Ghế VIP ở phía trước, hôm nay phải uống thật say nha. Sau khi nói vài câu, đồng thời cũng cẩn thận quan sát, hoàng tử hôm nay diện bộ VC đắt tiền, cổ tay còn đeo lắc vàng. Nói xong hoàng tử liền nhìn mấy người đẹp bên cạnh tôi, thì thầm nói, Sở gia, cậu thật khiến người khác ngưỡng mộ mà. Tôi không biết, có phải người đẹp Hà Bắc đều ở bên cậu hết rồi không nữa. Trong quá khứ, hoàng tử chắc chắn sẽ không đùa như vậy với tôi. Vợ con anh đâu? Sao không thấy họ? Mấy bà nhà quê, đâu có quen mấy cảnh này. Họ mà đến thì mất mặt tôi lắm. Sở gia thấy gì không? Bồ nhí của tôi đó. Ổn không? Hoàng tử không biết tặng gì nên mua chút quà nhỏ, nhận dùng tôi nhé. Hoàng gia, Sở Thiên Vương tặng quà gì vậy? Cho tôi mở rộng tầm mắt nào. Thank you. Sao em lại tới đây? Chị tới được, thì sao em không được tới chứ? Tề Lam, chị đúng là chị tốt của em mà. Từ Họ Giang về, không báo với gia đình một câu, mà lại đi với kẻ thù của em mới chịu. Chị nói em nghe thử, chẳng lẽ Tề gia không là gì à? Lần trước cha có nói, nếu chị tới Họ Giang, thì không được bước vào Tề gia nửa bước. Chị nghĩ cha làm sai à? Chị vì một người đàn ông, mà bỏ mặc cha ruột em ruột. Tề Lam nói cho chị biết, hôm nay là lần cuối tôi gọi chị là chị. Kể từ bây giờ, chúng ta không liên quan. Nói xong, Tề Thành Kiều bước tới chỗ hoàng tử, nhìn chăm chú rồi nói, Sở Đại Thiên Vương, mày ra tay cái là thắng ngay vài trăm vạn. Kết quả sinh nhật hoàng gia, mày chỉ tặng cái đồng hồ hiệu rác rưởi này. Sao nào, hoàng gia không xứng với mày chắc? Hay là mày không hề xem trọng hoàng gia của bọn tao? Mày xem đi, hoàng gia đeo đồng hồ gì đây? Rolex, có biết không? Như nhau cả. Cái Rolex này thì phải cảm ơn Tề công tử, đây là quà sinh nhật của Tề công tử tặng, hồng bao của mày hoàng gia xin nhận, còn đồng hồ thì không xứng với hoàng gia, tao thay hoàng gia trả quà. Tề Thành Kiều, mày tìm chết à? Tao đợi mày mãi đó. Hai huynh đệ của tao, cậu Nhãn Đông cùng Nhị Mao Tử đều bị mày xử đúng không? Đúng, hấp ra tao không chỉ xử hai thằng rác rưởi đó, hôm nay tao còn xử cả mày nữa. Mọi người bình tĩnh, bình tĩnh. Người tới hôm nay đều là bạn của hoàng tử, cho dù có ân oán gì, cũng không nên làm loạn sinh nhật của tôi, đúng không nào? Nào tách nhau ra. Hoàng tử vừa nói vừa đẩy đao bạt vĩ ra. Tề Thành Kiều cũng nở nụ cười nham hiểm, sau đó quay người rời đi. Hoàng tử chào tôi, rồi cũng đi luôn. Còn đồng hồ vẫn nằm trên mặt đất. Xin lỗi Tiểu Lục gia, tại tôi chọn quà không tốt, không ngờ lại đụng hàng với quà của Tề Thành Kiều. Không sao, cô không sai. Đi thôi, chúng ta qua kia ngồi đi. Vừa mới ngồi, Trần Tiểu Xuyên lại hét lên, Hà Bắc Vinh Môn, Liễu gia, lão đầu này cũng tới à? Tôi cũng có chút duyên với Liễu gia. Lúc đó, Tiểu Đoá đối đầu với con của Trần Ma Tử, tôi tìm không thấy, nên phải tìm tới Liễu gia này. Cũng từ chỗ Liễu gia, tôi mới biết chuyện của Ngưu lão. Sau đó, Tiểu Đoá xử hai cha con Trần Ma Tử ở núi Song Long. Liễu gia cũng nhân cơ hội trở thành vua trộm của Hà Bắc. Tiểu Đoá khá thân với Liễu gia, vừa thấy ông ấy đã vội đứng dậy, vẫy tay chào. Nhà đầu thối này, lâu lắm rồi không thấy nhà đầu tới thăm Liễu gia nhà. Thăm ông làm gì? Để nghe ông kể mấy câu chuyện chán phèo kìa. Chuyện tiểu tử cậu làm ở Hà Bắc ta cũng nghe cả rồi. Lần trước gặp ta đã nói rồi, cậu nhất định sẽ thành danh. Của không sai, đang nói thì thấy Tề Thành Kiều ngồi ở hàng ghế VIP, hét lên với Liễu gia. Mau tới đây đi, được, ta qua ngay. Sao ông lại làm bạn với loại người này vậy? Tiểu nha đầu, đừng nói vớ vẩn. Tề công tử, anh tuấn tài hoa như mặt trời soi sáng Hà Bắc. Bọn ta là bạn tham gia đó. Khử bạn tham giao, tôi thấy mấy người là cá tìm cá, tôm tìm tôm, cóc tìm ếch thì có. Tiểu nha đầu, lão đầu ta đi trước đây. Nói xong, Liễu gia quay người bỏ đi. Tôi đang nhìn Liễu gia, thì nghe có người gọi từ phía sau. Sở Lục gia, ông chủ Trịnh, lâu rồi không gặp, có muốn ngồi đây không? Không, tôi ngồi bên chỗ Tề công tử. Hôm nay tôi phải mời Tề công tử vài ly. Nói xong Trịnh lão chủ đi tới bàn của Tề Thành Kiều. Lúc này Tề Thừa Kiều đắc ý nhìn tôi. Tôi phát hiện Tề Thừa Kiều này của thực giỏi hơn ông chủ nhị của Châu gia, thủ đoạn không tồi. Sau khi Tề gia trở thành số một Lam đạo Hà Bắc, hắn đã đem Vinh Môn cái bang, Trịnh lão chủ cùng mấy người khác kết nối với nhau. Phải biết rằng năm đó Trịnh lão chủ có thù với Tề gia, còn cái bang thì trước đây luôn bị Châu gia coi khinh, mà giờ họ đều trở thành khách quý của Tề Thành Kiều.
Mà nó, cái đám khốn nạn này tập hợp với nhau rồi. Nhưng chúng ta không sợ. Khi nào chơi tể ra, tôi sẽ bảo anh tôi điều người tới. Tôi không tin. Một con rùa như Tể Thành Kiều thì làm nên trò trống gì ở Hà Bắc. Nếu là trước đây, tôi sẽ thấy Hồng Gia nói có lý. Nhưng tình hình hiện tại thì tôi không nghĩ như vậy nữa. Đang nói chuyện thì MC đã lên sân khấu, mở đầu bằng những lời hay ý đẹp. Sau đó MC liền nói: bây giờ xin hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để mời Hoàng Gia lên phát biểu vài lời cho mọi người. Trước tiên xin cảm ơn các vị đã có mặt. Hoàng tử là người ít học, xuất thân ăn xin, không biết nói lời hay ý đẹp. Nhưng hôm nay Hoàng tử có cơ hội được đứng ở đây tổ chức tiệc sinh nhật thì phải cảm ơn các huynh đệ đã ủng hộ. Hôm nay trước tiên xin cảm ơn các anh em cái bang. Không có mọi người thì giờ Hoàng tử vẫn không là gì. Sau đó xin cảm ơn Liễu gia của Vinh Môn, ông chú Trịnh của phố cổ. Đương nhiên, người có công nhất là đại ca của Lam đạo chúng ta, Tề Thành Kiều, Tề công tử. Không giấu gì các vị, Hoàng tử là tên ăn xin, đâu có biết gì. Nhưng kể từ khi tiếp xúc với Tề công tử, có thể nói Hoàng tử đã mở rộng tầm mắt. Nói theo lời của các ông chủ thì Hoàng tử giờ cũng là người có địa vị. Tất cả những điều này đều nhờ Tề công tử. Đồng thời, Tề công tử cũng giúp tôi quen nhiều người ở Hà Bắc. Tề công tử, Hoàng tử xin cảm ơn. Mà nó, ăn xin thì là ăn xin, có sữa thì là mẹ à, cái thứ vong ân phụ nghĩa. Lúc đó nếu không có Tiểu Lục gia giúp đỡ, thì hắn làm được cai đầu chắc. Lão tử còn phải cải trang thành ăn xin giúp hắn xử tên cai đầu cũ nữa chứ. Lão Hắc nổi giận, Tiểu Đoá cùng Hồng gia cũng tức giận. Chuyện của tôi với Hoàng tử họ đều biết rõ, nhưng đối mặt với cảnh tượng này, tôi không ngạc nhiên. Giang hồ nhất đạo, bao la vạn tượng, hữu hiệp cả nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên chi bối. Đương nhiên sẽ có người quên hết mà đuổi theo danh lợi. Cũng vì sự đa dạng này, mới có ngũ hòa bát môn, mới hình thành nên giang hồ tứ hải. Hoàng tử nói xong, dường như nhớ ra còn tôi. Vốn dĩ anh ta đã trả mic cho MC, liền lấy lại rồi nói: xin lỗi các vị. Vừa nãy tôi quên mất cảm ơn Sở Lục gia. Năm đó Lục gia cùng các huynh đệ cũng giúp tôi rất nhiều, nên Hoàng tử xin cảm ơn. Nói xong anh ta bước xuống, bữa tiệc bắt đầu. Ban đầu tôi định nghe xong thì sẽ cùng nhau rời đi. Nhưng không ngờ, Hoàng tử đang cầm ly rượu đi tới bàn của tôi để mời trước. Nào Sở gia cùng các bạn. Cảm ơn đã tới, Hoàng tử kính các vị. Sở gia, Hoàng tử có câu này lẽ ra không nên nói, nhưng giữ trong lòng thì khó chịu. Không sao cứ nói đi, Sở gia. Tôi biết cậu có mâu thuẫn với Tề Thiếu, nhưng tôi thấy mọi người kiếm ăn trên giang hồ đều là vì miếng cơm. Cậu xem như này được không? Để tôi nói giúp với Tề Thiếu, rồi cùng nhau uống một ly. Chuyện đã qua thì cứ cho qua. Có này có tiền thì cùng nhau kiếm. Cậu nghĩ xem, với tiền của Tề Thiếu thêm bản lĩnh của cậu, thì Hà Bắc này sau này sẽ là thiên hạ của huynh đệ chúng ta rồi. Sinh nhật vui vẻ. Tôi đi trước. Hoàng gia, sinh nhật vui vẻ. Ly này kính anh. Hoàng tử lại rót đầy ly, rồi uống cạn. Mặc dù Hoàng tử uống khá tốt, nhưng uống 6-7 ly liên tiếp, nên lúc này anh ta cũng hơi say. Uống xong, Tề Thành Kiều đột nhiên nhìn Hoa tỷ, liền bước tới bên Hoa tỷ. Đào Hoa, ly này tôi kính cô. Trước đây cô dẫn khách cho Châu gia, mà mặc kệ Tề gia bọn tôi, nhưng tôi cũng không trách cô. Người ai chả muốn leo cao chứ? Như này đi, uống xong ly này, sau này có khách thì dẫn tới Tề gia bọn tôi. Yên tâm, tôi không để cô thiệt đâu. Tề công tử, Hoa tỷ làm gì cũng được, nhưng uống rượu không được. Tôi nhấp môi thôi nha. Cậu đại ân đại lượng, đừng trách Đào Hoa tôi nhé. Biết điều chút đi. Đào Hoa, cô nghĩ mình là ai? Chẳng qua là gái, hiểu chưa? Tôi kính rượu là nể mặt rồi đó. Có làm hay không? Tề Thành Kiều, trước đây em đâu như này, sao giờ lại thành cái dáng vẻ này vậy? Danh tiếng nhất thời khiến em mở mắt rồi ư? Tề Thành Kiều, chị khuyên em nên ra ngoài nhìn ngắm thế giới đi. Thế giới này lớn lắm, không chỉ mỗi Hà Bắc. Dù là Hà Bắc, thì Tề gia một tay che trời được chắc. Cuối cùng cũng là con cờ của Tân Tứ Hải mà thôi. Hoa tỷ đi, cô cứ đi thử xem. Tề Thành Kiều, xin lỗi Hoa tỷ ngay. Xin lỗi ư? Một đứa dẫn khách. Nếu tôi xin lỗi cô ta có dám nhận không? Tề Thành Kiều. Đánh tôi, cô dám đánh tôi ư? Trước mặt bao nhiêu người mà cô đánh tôi? Tề Lam, rốt cuộc cô theo phe nào? Tề Thành Kiều. Giết hắn cho tao. Đứng yên, mọi người dừng lại đi. Sở gia nói đi, rốt cuộc cậu có ý gì đây? Là Hoàng tử đã làm gì sai mà cậu phải quậy luôn sinh nhật tôi vậy? Bớt lắm mồm đi, Hoàng tử mày mù rồi à? Nhìn xem ai quậy trước. Đó là chuyện của Tề gia, không liên quan tới chúng ta. Sở gia, cậu từng giúp Hoàng tử, nhưng Hoàng tử cũng trả đủ rồi. Chiến quan thổ là tôi nhắc cậu về nguy hiểm thì cậu với ông già đó mới thoát được. Cậu với Châu gia chiến ở Song Long Sơn, là Hoàng tử tôi mang theo mấy trăm anh em đến giúp đỡ cậu. Cậu chơi Châu Thiên Sinh ở Tân Môn Vệ, cũng là tôi cho anh em từ Hà Bắc đi ngàn cây số tới giúp cậu. Sao nào, Hoàng tử chưa trả đủ à? Cậu với Tề công tử có ân oán, cũng không nên quậy ở tiệc sinh nhật tôi chứ. Hoàng tử, lương tâm của mày bị chó gặm rồi à? Sao xứng làm cai đầu Hà Bắc chứ? Mày không thấy nhột à? Không có Tiểu Lục gia thì mày vẫn đang xin ăn trên tàu đó. Đúng là mày có giúp bọn tao, nhưng Tiểu Lục gia đối xử tệ với mày bao giờ chưa? Số tiền cho mày cũng bằng bọn mày xin ăn cả năm. Trần Tiểu Xuân, Hoàng gia nói đi, nói với các anh em. Hôm nay ai dám gây chuyện ở đây, thì dù có là ai, cũng xử cho tao. Anh em đừng vội ăn uống, chuẩn bị làm việc nè. Hoàng tử, anh nói đúng, tôi đã giúp anh cũng đã giúp tôi. Chúng ta hết nợ. Hôm nay sau khi tôi ra khỏi đây, thì ta là người lạ. Nếu một ngày không may chúng ta trở thành đối thủ, khi đó cứ dùng bản lĩnh nói chuyện. Cậu ổn đó, có tố chất làm cai đầu. Tề Thành Kiều, lần sau gặp mày phải chết.